Chào, đây là Mã Tư và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay chúng ta lại có vinh dự ngồi lại cùng với nhau lần nữa để thảo luận về một phương pháp, về một chiến thuật giao dịch tài chính. Cụ thể hơn là trong binary option. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Bollinger Band kết hợp với cả kháng cự và hỗ trợ. Bollinger Band thì đã rất quen thuộc với mọi người rồi, bởi vì mình cũng đã giới thiệu nó rất nhiều lần trước đây trong video trước. Thế nên là mọi người hãy click vào kênh YouTube của mình để theo dõi nhé. Còn về kháng cự và hỗ trợ, hôm nay là một chủ đề cũng khá là thú vị và mới mẻ đối với mình. Bởi vì mình nghĩ rằng hai cái đường này, hai cái vùng giải này nó rất là rộng và nó dễ làm người ta bị nhầm lẫn. Thế nên hôm nay mình quyết định xem là có thể cái những cái chia sẻ của mình, những cái kiến thức của mình nó sẽ giúp ích cho mọi người một phần nào đấy. Vậy thôi, vậy là mình vui rồi. Và chúng ta sẽ cùng nhau kết hợp cả hai cái chỉ số dự báo này với Bollinger Band và Support and Resistance để xem hiệu quả của cái chiến thuật này như thế nào nhé. Trước khi bắt đầu, mình mong là mọi người hãy ấn like cho video này, hãy subscribe cho kênh YouTube của mình, cũng như là click vào chuông thông báo để luôn cập nhật những video mới nhất. Và bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu tìm hiểu thôi. Mình xin lỗi, giọng của mình hôm nay hơi đặc. Trước hết về Bollinger Band thì các bạn có thể hiểu về nó sẽ là một cái giải biến động của giá cả trong thị trường. Và hầu hết giá cả sẽ luôn luôn dao động trong cái giải này đến khoảng hơn 90%. Thường với những cái cây nến mà đã vượt qua giải của Bollinger Band này thì thị trường sẽ có sự điều chỉnh và thường nó sẽ quay trở lại trong để dao động trong cái giải Bollinger Band. Thì đây sẽ là một cái lưu ý đầu tiên cho chúng ta. Là lưu ý thứ hai với việc Bollinger Band trong cái giải dao động hẹp, ví dụ như khoảng giải này, thì đây sẽ là gọi là vùng tích lũy của thị trường. Và trong khu vực này thì mình không thường giao dịch, bởi vì cái tín hiệu nó quá ít và nó không có xu hướng rõ ràng nào để mình giao dịch cả. Và mình sẽ chờ vào những lúc phân kỳ của thị trường để bắt đầu thực hiện giao dịch ở đây. Thì trong những cái giai đoạn này nó sẽ có một xu hướng nhất định hình thành. Nó sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta để thực hiện giao dịch. Đường trung bình ở giữa này đóng vai trò giống như một đường kháng cự và hỗ trợ. Vậy thì kháng cự và hỗ trợ là gì? Ở trong một xu hướng giảm của thị trường, đây, ở trong một xu hướng giảm, đường này sẽ gọi là đường kháng cự. Bởi vì sao? Khi mà giá cả đang giảm này, và các bạn nhìn thấy rằng giá cả có xu hướng quay ngược trở lại và thực hiện một cái xu hướng tăng, cố gắng thực hiện một cái xu hướng tăng, là bởi tâm lý người mua đang kiểu cố gắng bứt phá, nhưng mà thị trường người bán lại chiếm ưu thế hơn và không cho giá cả tăng vọt ra khỏi cái khu vực này, thế nên nó đã tạo ra một cái ngưỡng, ở đây gọi là ngưỡng kháng cự. Thì anh em có thể hiểu khi mà giá chạm vào cái vùng kháng cự này thì nó sẽ bật ngược trở lại và tiếp tục cái xu hướng trước đó của nó. Còn ngược lại với xu hướng tăng của thị trường, đây sẽ là một cái ví dụ khá là ok, mình nghe có thể lấy ví dụ cho các bạn. Với xu hướng tăng thì đây sẽ là một đường hỗ trợ. Mỗi khi giá có xu hướng vượt ra khỏi cái giải này và đi xuống dưới, cố gắng bắt đầu một cái xu hướng giảm, thì thị trường lại có sự điều chỉnh ngược lại và giá nó lại bật lên, tiếp tục một cái xu hướng tăng nữa. Thế nên là mình đang có thấy rằng là có rất nhiều những cái điểm giá nó đã dừng lại ở cái khu vực này, nó tạo nên một cái đường. Thì Bollinger Band tình cờ cũng hỗ trợ cho chúng ta được cái chức năng đấy, chức năng báo hiệu một cái mức hỗ trợ và kháng cự của thị trường để xác định xu hướng của giá cả. Ok, về đơn giản chỉ có vậy thôi, chúng ta sẽ dựa vào những cái tính chất đó để thực hiện giao dịch. Còn về hỗ trợ và kháng cự thì anh em sẽ xác định như thế nào? Bây giờ mình sẽ dùng đường nằm ngang để vẽ đường kháng cự và hỗ trợ. Đối với đường kháng cự thì nó sẽ nằm ở trên giá cả. Và em có thể nhìn thấy, anh có thể hiểu rằng là đường kháng cự nó sẽ được tạo bởi nhiều vùng, nhiều điểm giá dừng lại tại đó nhất có thể. Và anh em mình đang thấy có một đường kháng cự nằm ở đây. Chúng ta chỉ gọi nó là một đường tương đối thôi nhé. Bởi vì thực chất kháng cự và hỗ trợ giống như là một giải, nó giống như một vùng giá, giống như kiểu một area. Thì giá cả khi mà chạm đến cái ngưỡng này, nếu như không vượt qua được thì nó sẽ bật ngược trở lại. Và chúng ta đã có một cái giải đầu tiên
Khi mà chúng ta đã set up được một cái vùng kháng cự đầu tiên của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sang đường kháng cự để thiết lập xem trong cái cặp tiền tệ bị bảng Anh và đô Mỹ thì sẽ có như thế nào. Chúng ta có thể nhìn thấy một đường ở đây nữa. Mình nghĩ là mình đã set up đúng với cái đường này. Bởi vì sao? Anh em có thể nhìn thấy, thứ nhất là có một điểm giá đã dừng tại đây. Hai điểm. Chúng ta cần ít nhất 3 điểm để xác định một vùng kháng cự và hỗ trợ. Thì chúng ta có thể nhìn thấy là giá cả đã dừng tại cái điểm này là một lần, hai lần. Và sau đó thì trong khu vực này, thời gian gần với hiện tại, thì giá cả luôn luôn đập vào đây và bật ngược trở lại. Thì đây chúng ta đã có một cái khoảng vùng giá, một cái vùng để làm việc. Như anh em sau khi đã xác nhận được cái mức kháng cự và hỗ trợ này rồi thì rất dễ dàng hơn để thiết lập giao dịch. Bây giờ hiện tại mình sẽ nhìn thấy một cái tín hiệu giao dịch ở đây và mình sẽ đặt một giao dịch đỏ, một lệnh đỏ với số tiền là 100 đô. Khi mà mấy anh em nhìn thấy là giá của cái cây nến vừa rồi vừa chạm đến cái vùng kháng cự của chúng ta, thế nên là mình nghĩ rằng sau cây nến này nó sẽ đợt ngược trở lại. Chúng ta hiện tại đang sử dụng hoàn toàn vào hỗ trợ và kháng cự. Hiện tại Bollinger Band thì cây nến này đã vượt ra khỏi cái đường trung bình, có thể là xác nhận một cái xu thế tăng. Nhưng mà nhìn ở trên thì giá nó đã đập xuống, nó đập lên giải trên của Bollinger Band rồi. Thế nên mình cũng có dự đoán một chút về tín hiệu của Bollinger Band, đấy là giá cả nó sẽ bật ngược trở lại. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chờ xem là kết quả của giao dịch này là gì. Chúng ta còn 5 giây. Đây anh em có thể nhìn thấy là giá nó không thật sự là trùng trên một đường thẳng. Nhưng mà cái vùng này nó sẽ rơi vào khoảng vài pip gì đó. Khoảng 5 pip theo như mình biết. Thì nó sẽ tạo ra một cái vùng kháng cự như ở đây. Thì khi mà giá đập vào đây, nó sẽ có sự bật ngược trở lại và tiếp tục cái xu hướng cũ của thị trường. Như trong trường này thì nó hơi flat một chút. Chúng ta nhìn thấy là giá đều dao động trong một vùng nằm ngang, rích rắc như thế này. Nó không có một xu hướng rõ như lần trước, như cái xu hướng lần trước của nó. Ví dụ như nếu mà mình muốn vẽ một cái đường hỗ trợ cho một cái xu hướng đang tăng hoặc đang giảm, thì anh em sẽ dùng đường xu hướng. Mình sẽ lấy những cái điểm dưới của những cây nến để vẽ ra một đường tương đối chính xác với những cái điểm dừng lần trước này. Và chúng ta đã có một cái đường hỗ trợ ở đây. Với một xu hướng tăng thì khi mà giá đập vào cái dải, cái đỉnh dưới của cái đường hỗ trợ này, thì giá nếu mà nó không vượt qua khỏi, nó dừng tại đây, thì chúng ta có thể tin chắc rằng là giá sẽ quay ngược trở lại và tiếp tục cái xu hướng tăng cũ. Thì đấy là cách cách xác định đơn giản về mức kháng cự và hỗ trợ của chúng ta. Nếu như mình giải thích không không cận chưa được cận kẽ thì anh em hãy thông cảm hoặc là để lại dưới phần comment về các câu hỏi mà các bạn có đang thắc mắc, thì mình sẽ cố gắng giải đáp nhé. Thì hiện tại anh em mình đã có một giao dịch thành công đầu tiên rồi, lợi nhuận đang là 82 đô. Chúng ta có nên mở thêm một giao dịch nữa không? Mình sẽ đặt cái đường này tại đây. Hiện tại chưa rõ ràng lắm nhé. Đây chưa phải là anh mình nghĩ đây sẽ không phải một cơ hội giao dịch tốt của anh em nữa. Chúng ta cần phải chờ xem. Ở trong khu vực này chúng ta cũng hơi may mắn một chút, bởi vì thị trường trong này thật ra đang lưỡng lự giữa người bán và người mua, thế nên là cái thân nền nó rất là ngắn. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang, mình không giao dịch ở cái cặp bảng Anh và đô Mỹ nữa. Anh em sẽ chọn những cái cặp tiền tệ mà có giá, có phần trăm lợi nhuận cao. Hiện tại Bollinger Band đang cho dấu hiệu một xu hướng giảm của thị trường. Nhưng em để ý nhé, khi mà giá dừng tại đây, đã có ít nhất là 3 cây nến đã dừng lại tại một vùng giá. Và ngay sau đó khi mà sang khu vực này thì ở đây mình sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn cách xác định. Chúng ta có một đường nằm ngang ở đây này. Bởi vì các bạn nhìn thấy là có khá nhiều vùng, có cả khá nhiều điểm giá đã dừng tại đây. 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5, 6, 7. 7 cây nến. Thì
trong khu vực này với một cái đường này nằm ở dưới các cái cây nến thì nó sẽ đóng vai trò giống như một đường hỗ trợ. Giá đã chạm đến đây và không vượt ra được khỏi giải này, thế nên là nó đã tiếp tục tăng. Sau khi đấy thì nó lại gặp cái đường trung bình ở trên của Bollinger Band. Nó dừng lại tại giải cái đường trung bình này và giá lại tiếp tục giảm. Và đến đây khi giá đã vượt ra khỏi cái level của mức hỗ trợ đằng trước rồi thì nó lại trở thành một mức kháng cự. Khi mà anh em nhìn thấy rằng giá đập vào đây dừng lại, có một cây nến ngẫu nhiên đã vượt qua khỏi, nhưng mà ngay sau đó thì thị trường đã quay ngược trở lại. Thì đây, trong trường này thì cái đường hỗ trợ vừa rồi ở bên này đã đóng vai trò là một đường kháng cự mới ở bên khu vực giá này. Đó, thì đấy là cách xác định giao dịch của chúng ta. Bây giờ mình vừa nhìn thấy là giá đã chạm vào cái mức ở trên này rồi. Thì mình sẽ mở một cái giao dịch 1 phút ở đây. Ở đây thêm một lần nữa đi. Thì là sẽ rõ nhất về việc là giá đã chạm vào cái mức kháng cự ở trên. Và nó mình nghĩ rằng trong trường này nó sẽ quay đầu. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ xem. Vừa rồi thì giá đã vượt qua cái mức hỗ trợ này. À, cái mức kháng cự này. Và bây giờ nó lại chạm vào cái đường Bollinger Band. Thế nên mình vẫn nghĩ rằng vẫn có cơ hội cho hai cái giao dịch này, rằng cây nến này sẽ là một cây nến đỏ và đi ngược lại, tiếp tục một cái xu hướng giảm trước đó. Nếu như hai giao dịch này thất bại thì chúng ta cũng không lo lắng quá nhá, vì mình sẽ vẫn còn martingale. Ok, vậy là mình nghĩ rằng cây nến này đã vượt qua khỏi cái đường, vẫn chưa nói nên chưa nên nói gì cả, nến vẫn đang chạy, vẫn còn 20 giây nữa thì chúng ta xem là xu hướng của thị trường là gì. Trong trường hợp này mình sẽ mở thêm giao dịch 400 đô ở đây. Mình sẽ để thời gian là 1 phút. Bởi vì sao? Anh em chúng ta lại có thêm một cái vùng giá nữa ở đây. Khi mà các bạn nhìn thấy là giá cả đã chạm vài lần vào cái đường này, đuôi nến nhá, ở bên này cũng có. Và mình nghĩ rằng khi mà giá đã đạt đến đây rồi, xu hướng chung của thị trường đang là xu hướng giảm. Từ bắt đầu từ đây, chúng ta có quyền hy vọng rằng đây sẽ là một cái cây nến đỏ và giá sẽ giảm khi mà chạm đến cái ngưỡng trong vừa rồi ở những cái điểm giá trước. Thì 1, 2, 3, 4 4 cái điểm giá này đã tạo nên một cái vùng kháng cự, à một vùng hỗ trợ của thị trường. Và nhưng khi đến đây thì mình đang nghĩ là nó sẽ tạo ra một cái đường kháng cự mới. Có thể như dự đoán của mình sẽ sai, và chúng ta sẽ cùng nhau chờ xem kết quả là gì. Chúng ta còn vài giây cho giao dịch này. Ok, vậy là giao dịch vừa rồi đã thua rồi. Bây giờ mình sẽ phục hận lại. Mình nghĩ là giá nó sẽ tiếp tục giảm thôi, xu hướng chung của thị trường là xu hướng giảm. Mình sẽ đặt một giao dịch khác ở đây với số tiền là 1.000 đô. Để chốt hạ cho giao dịch này, chúng ta sẽ chờ. Đây rồi, mình sẽ đặt giao dịch này 2 phút. Nhưng mình đã lưu ý với các bạn từ đầu thì cái mức kháng cự và hỗ trợ nó không phải là một đường thẳng, mà nó là một vùng giá, nó sẽ nhảy khoảng vài pip cho đến vài chục pip. Thì mình nghĩ rằng trong cái khu vực mà giá đã đạt đến đây, nó vẫn nằm trong cái khu vực nó vẫn nằm trong cái vùng kháng cự và hỗ trợ trước đó, như anh em mình đã vẽ với nhau ở đây. Trước đó nó đã là một đường hỗ trợ, và khi mà giá đã vượt khỏi đây rồi thì chỗ này sẽ thành một cái đường kháng cự. Và như các bạn đã thấy, giá đang lập tức quay trở lại. Chúng ta đã có giao dịch thành công. Cần thêm 1 phút nữa. Mình còn 1 phút 13 giây cho giao dịch cuối cùng. Mình đã có đến 3 giao dịch thua, chỉ có một giao dịch đầu tiên là thành công. Và giao dịch này sẽ cứu cánh tất cả mọi thứ. Mình mong là vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ xem. Việc xác định xu hướng chung của thị trường là rất cần thiết nhá. Anh em có thể nhìn thấy trước đó thì bắt đầu từ đây, giá đã giảm, bắt đầu giảm, và chúng ta thường chúng ta nên giao dịch theo cái xu hướng của thị trường. Ví dụ như trong trường này là xu hướng giảm của thị trường thì anh em mình sẽ theo nó.
Còn bao nhiêu giây giao dịch cuối cùng này đây? Có 30 giây. 30 giây, 30 giây. Mình nghĩ là ngày hôm nay thực ra là về số lượng giao dịch, về chất lượng giao dịch thì không thật sự là thuyết phục đối với bản thân mình, nhưng mà chúng ta vẫn quan tâm cái cuối cùng là lợi nhuận. Chúng ta đã sử dụng Martingale để đảm bảo lợi nhuận trong cái giao phiên giao dịch này. Ok, vậy là chúng ta đã có kết quả giao dịch thành công với giao dịch cuối cùng. Chúng ta sẽ có khoảng 600, khoảng gần 400 đô lợi nhuận cho giao dịch lần này. Mình có lẽ là mình sẽ kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay tại đây. Mình mong rằng cái thông tin mình chia sẻ mặc dù là còn lủng củng, nhưng mà mình mong rằng các bạn có thể hiểu một phần nào đó về cách thiết lập như là định nghĩa về kháng cự và hỗ trợ. Mình mong rằng cái video này sẽ hữu ích cho các bạn để giúp các bạn là giao dịch thành công hơn. Nếu thích video này, các bạn hãy ấn like, subscribe cho kênh YouTube của mình nhé. Hãy đừng quên ấn vào kênh chuông thông báo, click vào chuông thông báo để luôn luôn cập nhật những video mới nhất. Ok, xin cảm ơn, hẹn gặp lại.